Xe máy nhá, em yêu anh lắm, cho em cái túi Louis Vuitton mới ra đẹp lắm. Xong đến lúc phá sản phát còn cái lịt luôn. Lúc đấy đi mà mày giả tao túi đi à? Bây giờ nó giả mẹ túi luôn. Nó giả túi luôn, thì bây giờ tôi hỏi là bây giờ giả túi luôn thì giả xong thì các ông đi bán lại thì được bao tiền? Một cái túi Louis Vuitton nhá. Một cái túi cũng thường thường khoảng 6-70 một cái, 6-70 triệu một cái. Nếu như các bạn xách tay về thì các bạn có thể lãi được một vài triệu. Thật, 500 một triệu hay 2-3 triệu hoặc 5 triệu, đấy là tùy tùy các bạn. Đấy là tùy theo các bạn bán cho người khác. Nhưng khi các bạn đã sử dụng rồi, khi nó còn rất mới, các bạn bán đi, các bạn nổ phòi phòi lòng ra. Đúng không ạ? Đúng không? Đúng chưa? Lỗ lòi lòng ra chứ. Đúng không? Một một người im mồm ấy. Đang vào cầu thì cứ đưa máy đây. Bấm tay vào giỏ hàng cho mọi người mua hàng cho em đi, em được hơn 1.000 đơn rồi đấy. Shopping nhá. Ôi 1.200 đơn, gần 1.300 đơn rồi. Trời, ngồi tâm sự đến nay vẫn bị được cái nhỉ. Này đi đi này. Lúc Good. Vỗ phát chết. Im. Đang giáo huấn axit nhá. Đi đi, đi ra kia nằm nghỉ đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi, mệt quá, bảng ngó cái gì. Good không? Good. Comment good không? Good. Ừ, thế đi ra để im đấy. Để heavy life. Không lẽ để đây ta này hai máy cho đi ra đằng kia. Nhìn nhìn vụ một phát. Một phát hết. Hả? Yêu anh không? Yêu không? Có yêu không? Hả? Không yêu à? Không yêu à? Không không yêu à? Đang anh, đang hỏi anh hỏi trước, đi trả lời đi. Mọi người anh hôm qua anh nói không sợ vợ, nói là gì? Nói bao giờ? Anh bảo là anh là trong bang chủ cái bang gọi là không sợ vợ. Không, làm gì có bang không sợ vợ không? Không có. Ma passport mà, go Indonesia. Apa sih? Go Indonesia. Không ticket, có. Ticket. Không có, hiểu không? Mọi người nói điêu. Không sợ. Mọi người edit video, mọi người edit không. Hiểu không? Không. Vì anh bảo là anh vì nghe anh đặt vì không đặt, hiểu. Không, vì hiểu. Không, vì không hiểu. Vì tin Việt. Hả? FC. Thế Vi có sợ anh không? Không sợ vợ. FC không sợ. Thế Vi có sợ anh không? Đợi một tí. Có sợ không? Sợ Vi không? Có. Tại sao nói? Hả? Tại sao nói? Không sợ. Đúng rồi. Người ta gọi là nếu mà yêu này, anh bảo. Này này, no good nhá. Tao mà điên lên tao vổ một phát chết. Bây giờ nhá. Bây giờ anh yêu Vi đúng không? Vi thì vì sao anh sợ Vi? Sợ không yêu, hiểu không? Yêu không sợ. Hiểu chưa? Này ở đâu? Lên. Anh và anh yêu thì anh không sợ, hiểu không? Có phải em là thế Vi? Vi là con ma hả? Tại sao sợ? Người ta chỉ sợ ma thôi, không sợ vợ, hiểu chưa? Nói không sợ không sợ vợ. Ừ đúng. Yêu vợ không sợ vợ, FC không sợ vợ, chỉ yêu vợ. Ê, thôi. Không hiểu sợ không? Vợ, không sợ vợ. Nhiều tức giận. Sao nhiều tức giận? Anh đặt nhiều tức giận. Không sợ vợ. Không hiểu. Sao thì không sợ nó không yêu này. Sợ. Xem sợ. Không yêu, hiểu không? Sợ. Bởi sợ vợ. Good. Không sợ vợ. Không good. Hiểu không? Thế ok, hiểu. Vi có sợ anh không? Đợi một tí. Phi không nói. Phi không sợ anh. Phi không nói. Nè, tại sao anh nói được rồi. Anh sợ vợ, được rồi. Sợ vợ không? Có. Vi có sợ anh không? Để một tí. Đợi cái gì không? Mà lại có. Vi không nói. Anh đặt Vi là không có. Nói. Vi không nói. Thế Vi có sợ anh không? Không. Ok. Đi ra, không sợ, đi ra. Không yêu, đi ra.
không yêu thì đi ra kia. Ok, Vi nói không sợ không yêu, đi ra, không sợ thì đi ra. Đi ra, tao không sợ nữa. Thế có sợ không? Không. Không à, thế này, giả này, đi đi. Ok. Ok. Alhamdulillah. Biến đi. Để ta đi cô tu luôn. MC không sợ vợ bắt đầu chính thức khai mạc. Vi không sợ anh. Đúng không? Vi không sợ anh thì anh không sợ Vi. Đúng không? Vi có sợ anh không? Apa sih? Banana good. I don't care. Không sợ đi ra khác, không sợ đi ra khác. Banana good. Ừ. Này, FC không sợ vợ anh em mình vẫn hoạt động bình thường nhé. Anh ơi. Gì? Hey, ai chờ đi. Banana good. Good à? Good. Ờ, thì đi tìm thằng khác. Nhá. Vác kéo ra đây dọa ai. Không. Không sợ, ok không sợ. Ừ. Có sợ không? Có sợ không? Có không? Có. Sợ chồng không? Em gì? Ok, không trả lời thôi, bye, không nói chuyện. Đúng không? Banana good. Banana good ta phải đi cắt. Banana cắt cắt. Gần 1.300 đơn rồi, gần 1.300 đơn rồi mọi người ơi, còn có 8 đơn nữa thôi, 1.300 đơn rồi. Vi. 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 Takut tidak takut istri. Vi. Không sợ vợ. Anh group MC không sợ vợ. Hả? Dia. Vi. MC không sợ vợ. Vi, có yêu anh không? Yêu. Yêu, thế có sợ anh không? Không. Tại sao không sợ? Không sợ không anh yêu? Anh không sợ. Vi nói không anh sợ không nói, yêu. Nói, Vi không nói. Không, Vi không. Nói không sợ không yêu không. Không. Mọi người nộp cho Vi một FC lươn nhá. FC không sợ vợ. Vùng lên. Vẫn hoạt động bình thường nha anh em nhá. Không. Tám đơn nữa anh em ơi, bấm tay rồi anh ơi, bấm tay rồi anh đi. Bấm tay rồi hàng. Mọi người bấm tay rồi hàng đi mọi người. Tại kenapa kamu kok ngomong di live gak takut sama? Đấy cãi chồng nhan nhản rồi thế này không được rồi, cái kiểu này mày. Tại sao hôm qua anh đã nói, Phi nói tại sao anh đã ở FC không sợ vợ? Content Vi, content. Tại sao nói? Đúng. Vi, Vi không sợ anh không yêu đúng không? Đúng không? Có sợ không? Có sợ không? Không, một chút. Không, Vi không sợ không yêu. Vi nói phép. Vâng, Đà Phi, cảm ơn mọi người. Guys, keluar rumah itu.